chậm dọn cơm cho vua ăn. Hoàng hậu bị phế truất, triều nhà Nguyễn có vua Tự Đức, thuở nhỏ hay ốm đau, lớn lên lại bị chứng bất lực. Dù vậy, theo lệ ông vẫn được nạp hàng trăm bà phi cho đông vui. Trong số đó có bà Trang Ý, 15 tuổi, tên thật là Vũ Thị Duyên. Bà vốn đoan trang dịu dàng đức hạnh nên chiếm trọn tình cảm của vua, được vua sủng ái yêu chuộng. Bà lần lượt tăng level hàng tần rồi lên đến tột đỉnh là hoàng quý phi, ngôi cao nhất. Bấy giờ đất nước đang có biến, vua suốt ngày họp hành căng thẳng khiến ông dễ cọc. Kẻ hầu chậm lên mâm, vua bèn trút hết tội lên bà Trang Ý, giáng bà xuống hàng trung phi. Bà Trang Ý vô cùng đau khổ vì không ngờ đang yêu thương sủng ái chỉ vì một bữa cơm mà còn lại cái nịt. Mãi tới khi vua băng hà, ông mới hối hận và truyền phải phong cho bà làm hoàng hậu. Bà xin được từ mệnh lên Khiêm Cung để lo việc hương khói thờ phụng cố hoàng đế. Bà sống tại Khiêm Cung cho đến ngày tạ thế. Lăng bà được xây dựng ngay trong khuôn viên lăng Tự Đức.